Chẽ là một huyện miền núi của tỉnh Quảng Ninh. Nơi đây không chỉ có núi non hùng vĩ với những cánh rừng đại ngàn cùng nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc Dao, Sán Diều, Sán Chỉ, Tày, mà còn có những di tích lịch sử đã được lưu truyền hàng ngàn năm. Nằm dọc theo quốc lộ 18 vào trung tâm thị trấn Ba Chẽ là một con sông lớn. Con sông này bắt nguồn từ núi Am Váp trên đất phường Hoành Bồ. Con sông dài 80 km trải qua nhiều xã của huyện Ba Chẽ trước khi đổ ra biển. Cửa sông này gặp cửa sông Tiên Yên ở phía Bắc và cửa sông Vo Lớn ở phía Nam. Chỗ gặp gỡ ba cửa sông chính là gốc tên Ba Chẽ, nay được gọi là sông Ba Chẽ và nay Ba Chẽ cũng là tên huyện. Từ bao đời nay, nơi cửa sông này tồn tại hai ngôi miếu cổ, đó là miếu ông và miếu bà, gắn liền với câu chuyện lùi quân lánh thế giặc Nguyên Mông của hai vua Trần năm 1285. Miếu ông, miếu bà có tên cổ là Tam Chỉ Linh Từ, thờ Đức Thánh Phù Trần, tả tướng quân Lê Bá Đức. Ông có công phò hai vua Trần Nhân Tông và Trần Thánh Tông cùng tướng quân Trần Quốc Tuấn. Ông Nguyễn Đình Dậu, chủ nhang miếu ông, miếu bà, người đã trông coi hai ngôi miếu này 32 năm, kể lại cho chúng tôi câu chuyện về sự hình thành của hai ngôi miếu linh thiêng này. Trong cái miếu này thì nhân dân người ta xây dựng lập lại là thờ, ở đây thì người ta có kể chuyện Thái Thượng Hoàng và vua Trần Nhân Tông, Trần Thánh Tông đấy, đã ngự ở đây mà đánh quân Mông. Đấy. Sau cái thời kỳ mà đánh quân Mông, quân Nguyên, quân Mông xong là mới rút lui về Thủy Nguyên Hải Phòng. Xong là quay lại là vào Thanh Hóa. Vào Thanh Hóa mới gặp tướng công Lê Bá Đức. Mới quay ra các cụ nói là phù tá cho nhà Trần để đánh quân Mông, quân Nguyên. Thế là quay ra là cụ đã ngự ở đây xong là dần dần người ta mới lập lên cái miếu chính trên này. Từ lâu khu di tích lịch sử miếu ông và miếu bà đã trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách gần xa. Theo nhiều thư tịch cổ còn lưu giữ thì miếu ông ở Ba Chẽ thờ Đức Thánh Phù Trần tả tướng Lê Bá Đức, người có công lớn trong việc cùng quân dân nhà Trần đánh giặc Nguyên Mông thế kỷ 13. Vào tháng 2 năm 1285, trong cuộc hành quân chiến lược để tạo thế và lực chống quân Nguyên Mông, Thái Thượng Hoàng Trần Thánh Tông và vua Trần Nhân Tông đã đi qua sông Ba Chẽ. Đi cùng hộ giá có tướng quân Lê Bá Đức, ông không chỉ là người cầm quân giỏi mà còn có những quyết sách đúng đắn. Nhận định được sức mạnh của quân giặc, tả tướng quân đã cho người cùng hộ giá vua và Thái Thượng Hoàng rời thuyền đi bộ đến Thủy Trú để tiếp tục hành trình vào Thanh Hóa. Trong một lần giáp lá cà với quân giặc, Lê Bá Đức hy sinh. Cảm phục trước tấm lòng hy sinh vì nước, vì dân, nhân dân địa phương đã xây dựng một ngôi miếu để thờ ông và phong là thần hoàng của làng. Theo các cụ cao niên trong làng kể lại, xưa kia miếu ông có diện tích khoảng 50-60 m², mái lợp ngói âm dương, tường gạch đất nung được xây bằng loại vữa tam hợp gồm cát, vôi và đường mật. Ngôi miếu này quay mặt theo hướng Tây Nam, xung quanh miếu là khoảng sân rộng, trồng nhiều cây cối. Vào các ngày rằm, mồng 1 âm lịch, người dân đều đến thắp hương cầu may. Nằm ngay bên cạnh dòng sông Ba Chẽ còn có một ngôi miếu rất thiêng, có từ lâu, đó là miếu bà, là nơi thờ Mẫu Thượng Ngàn, tức bà chúa của rừng xanh. Theo truyền thuyết, Mẫu là con gái của Sơn Tinh, tức Tản Phiên Sơn Thánh, và công chúa Mị Nương, con gái vua Hùng thứ 18. Bà đã có công dạy người dân miền núi cách trồng cây ăn quả, trồng lúa nương, đắp ruộng bậc thang, dựng nhà cửa, hái cây thuốc để chữa bệnh. Hai ông bà ở miếu ông miếu bà ở đây thì là cái này là nó chỉ là liên hệ trên công tác thôi, là bên kia là phục vụ đời sống cứu thương anh nuôi đấy, để là
tiếp tế sang bên này cho thời quân nhà Trần và nhà Lê để huấn luyện. Đây nó là một cái như là Yên Tử ấy, tôi nói thí dụ như là Yên Tử, tức là huấn luyện tân binh điều hành cho các cái chi phối của các nơi. Năm 2013, miếu ông miếu bà được thu thập tài liệu, hiện vật, nghiên cứu khoa học và được Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp bằng xếp hạng di tích. Năm 2014, từ nguồn lực của tỉnh và huyện Ba Chẽ, miếu ông miếu bà được tôn tạo, phục dựng kiến trúc và lễ hội. Đây là nền tảng căn bản để di tích miếu ông miếu bà của Ba Chẽ là di tích duy nhất của Quảng Ninh được chính phủ cấp bằng di tích quốc gia đợt cuối tháng 10 vừa qua. Giờ đây, giá trị văn hóa, lịch sử của miếu ông miếu bà đã được làm rõ, là di tích có từ thời Trần, được tôn tạo và tồn tại qua nhiều giai đoạn lịch sử, kéo dài đến ngày nay. Để đáp ứng nguyện vọng của nhân dân trong vùng, năm 2015, di tích miếu ông được tôn tạo lại và đưa vào sử dụng. Di tích lịch sử miếu ông được xây dựng trên diện tích 500 m² với quy mô 3 gian, 2 trái, mái lập mũ hài. Miếu ông có địa thế tựa sơn đạp thủy rất đẹp. Có thể thấy di tích miếu ông miếu bà được tôn tạo phục dựng từng bước trở thành di tích cấp tỉnh, di tích cấp quốc gia là niềm tự hào lớn của người dân Ba Chẽ, cho thấy một vùng đất và con người Ba Chẽ từ hàng trăm năm trước đã ghi những dấu ấn lịch sử. Từ chỗ chủ yếu dành cho những người đi lại trên sông Ba Chẽ, dân đọc kinh đến thờ cúng cầu may, thì nay miếu ông, miếu bà trở thành địa chỉ tín ngưỡng tâm linh, linh thiêng của toàn thể người dân thuộc 10 dân tộc anh em trên địa bàn huyện Ba Chẽ. Thường thường thì là chúng tôi cứ đến mùng 1 hôm rằm thì xuống đây đi lễ. Mỗi lần đi lễ ở đây thì lại về thấy con người nó thoải mái, tinh thần nó thoải mái hơn, mà lại phong cảnh ở đây rất đẹp. Mới lại những cái ngày có dịp gì thì chúng tôi lại xuống miếu ông miếu bà ở đây. Luôn luôn cứ mỗi lần có dịp là anh em tôi xuống đây, và khi xuống miếu này thì là rất là linh thiêng. Đấy, thế đâm ra là anh em rất thích đến, và những cái không khí và những cái quang cảnh nói chung anh em rất thoải mái và hài lòng. Thế đâm ra là cứ mỗi khi mà có dịp là anh em tôi ghé vào thắp hương. Là một người con của quê hương Ba Chẽ thì tôi rất vui mừng khi và vinh dự khi quê hương có một di tích được công nhận là di tích quốc gia. Và vào những ngày rằm mùng 1 tôi thường đến đây để thắp hương cầu mong sự may mắn, bình an. Và sau mỗi lần đến đây thì tôi cảm thấy là trong người mình cảm thấy rất là thoải mái, và tôi thấy khung cảnh ở nơi đây rất là đẹp và bình yên. Hàng năm vào mùng 1 tháng 3 âm lịch, nhân dân địa phương đều tổ chức lễ hội miếu ông miếu bà để tỏ lòng biết ơn những người có công với nước. Điểm độc đáo của lễ hội miếu ông miếu bà là tục rước nước từ sông Ba Chẽ về để tế thần. Bên cạnh đó còn có lễ rước bài vị tả tướng quân Lê Bá Đức, lễ mộc sục, lễ tắm thượng, lễ dâng hương của nhân dân các dân tộc huyện Ba Chẽ và du khách thập phương, bày tỏ lòng thành kính đối với bậc tiền nhân đã có công với nước. Với di tích miếu ông miếu bà, bên cạnh giá trị lịch sử, tâm linh, nơi đây còn là địa điểm du lịch tâm linh của huyện Ba Chẽ. Du khách đến đây còn được du ngoạn bằng thuyền trên sông Ba Chẽ. Khu vực này lòng sông sâu và rộng hơn các khu vực khác, có thể đi được tàu nhỏ hoặc thuyền độc mộc. Với những giá trị về văn hóa và cảnh quan, thì di tích miếu ông miếu bà đang là điểm đến hấp dẫn của du khách gần xa khi đến với Ba Chẽ.